Philip Nguyễn tiết lộ hoãn đám cưới đến cuối năm nay. Philip Nguyễn mới đây đã chính thức hé lộ thời điểm sẽ cùng Linh Jin tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Sau khi Linh Jin lên tiếng xác nhận việc hủy đám cưới tại Việt Nam dù trước đó dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 4, Philip Nguyễn đã có những chia sẻ về vấn đề này. Đồng thời, Philip Nguyễn cũng chính thức hé lộ thời điểm sẽ cùng Linh Jin tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Theo đó, trên trang cá nhân, ông xã Linh Jin viết, cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đã chào đón vợ chồng tôi đến với chương mới của mình. Một tháng tuyệt vời bên nhau. Khi chúng tôi tổ chức đám cưới ở Manila với sự ban phước của Chúa, chúng tôi bây giờ đã là vợ chồng. Đám cưới ở Việt Nam, chúng tôi đã quyết định hoãn lại đến cuối năm nay. Một phần cam kết với nhau như vợ chồng là dùng vị trí của mình để đóng góp cho xã hội. Trước đó, Linh Jin đã chia sẻ rằng, từ đầu tháng 4, khi những thông tin về dịch bệnh bắt đầu có dấu hiệu phức tạp, ngay lúc đó, Linh và Philip rất băn khoăn về việc có nên tạm hoãn lịch tổ chức lễ cưới lại không, và cùng với lời khuyên từ gia đình là ba mẹ, chúng con cảm ơn ba mẹ. Đây hoàn toàn là một quyết định đúng đắn khi rời lịch tổ chức tới một thời điểm phù hợp hơn dựa trên những cập nhật về dịch bệnh. Philip và Linh cũng gửi lời cảm ơn tới những người bạn đã về Việt Nam tuần trước và vô cùng xin lỗi tới những người bạn thân yêu của Linh và Philip. Dịp này đã lỗi hẹn với mọi người, mong mọi thông cảm và hiểu cho. Cuối cùng, đối với gia đình mình đây là một dịp hết sức có ý nghĩa và niềm hạnh phúc của vợ chồng mình cũng là mong muốn được chia sẻ, đóng góp tới cộng đồng và xã hội nhân dịp này. Hy vọng niềm vui khi được chia sẻ thì niềm vui sẽ được nhân lên nhiều lần hơn nữa. Bên cạnh đó, chia sẻ thêm về quyết định hủy hôn lễ tại Việt Nam của con trai và con dâu. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, IPPG, chia sẻ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tiệc mừng của Philip Nguyễn và Linh Jin dự kiến tổ chức ngày 21 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh đã không thể diễn ra. Vì vậy, gia đình mong muốn dành tặng một phần kinh phí tổ chức đám cưới là 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ gia đình chính sách khó khăn và công nhân thất nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.